Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998 tập 63. Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa Chúa Nguyễn Trung Trang 131 Mời xem kinh văn Khước hậu quá nhất bách thất thập kiếp Đường đắc thành Phật Hiệu viết vô tướng như lai Kiếp danh an lạc thế giới danh tịnh trụ kỳ phật thọ mạng bất khả kế tiếp đây là thế tôn nói cho chúng ta biết chủ mạng quỷ dương đã ở trong khoảng thời gian rất dài dùng thân phận đại quỷ dương để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này những gì phía trước nói là nói ngài tu nhân tu nhân thiện thì nhất định sẽ cảm được quả báo thiện phật nói cho chúng ta biết quá một trăm bảy mươi kiếp về sau ngài sẽ thị hiện thành phật danh hiệu của phật là vô tướng như lai thời đại đó thời đại này cũng có danh hiệu Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta xuất hiện vào thời đại này Tên của kiếp này gọi là Hiền Kiếp Còn thời đại đó của Ngài gọi là An Lạc Nhìn từ trên tên gọi Thấy được Thời đại mà Đức Phật ra đời đó Vô cùng tốt đẹp Và danh sương của thế giới Thế giới này của chúng ta hiện nay gọi là Sa Bà sa bà là tiếng phạn có nghĩa là kham nhẫn người trong thế gian này rất khổ họ có thể nhẫn chịu được là thế giới kham nhẫn tương lai thế giới của ngài vô tướng như lai gọi là tịnh trụ chúng ta nhìn thấy hai chữ tịnh trụ rất giống như thế giới cực lạc của a di đà phật vậy và thọ mạng cũng là thuộc hàng vô lượng thọ Đoạn khai thị này Của Thế Tôn Đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều rồi Phía trước đã báo cáo qua với các chị rồi Rất nhiều quỷ dương ở trong ác đạo đều là do chư phật như lai ứng hóa ở trong đó và cũng có rất nhiều pháp thân đại sĩ tu hành ở trong đây đúng như lời mà trong phẩm phổ môn của kinh pháp hoa nói cần dùng thân gì được độ thì Ngài liền hiện thân ấy. Thế nhưng hiện thân thuyết pháp nhất định phải có duyên chín mùi với những chúng sanh này. Phật thường nói Phật không độ người không có duyên. Cho nên chúng ta ở trong thế gian này không chỉ là đời này thôi mà nhiều kiếp trong quá khứ đến nay chúng ta không thể không kết duyên với tất cả chúng sanh duyên thì có thiện duyên và có ác duyên có duyên nhiễm và có duyên tịnh nếu như ở trong phật pháp thì còn có pháp duyên thấy đều là duyên có duyên như vậy mới có thể được độ không có duyên thì không thể được độ rồi cho dù kết ác duyên với chúng sanh cũng được giống như chủ mạng quỷ dương các ngày hiện thân ở trong ba đường ác độ chúng sanh trong đường ác đó là do duyên ác của những chúng sanh này đã chín mùi rồi họ đọa vào đường ác bồ tát cũng không từ bỏ cũng vào trong ác đạo mà thị hiện thân cùng loại để mà khuyên họ quay đầu khuyên họ đoạn ác tu thiện lý và sự này chúng ta cần phải biết rõ cần phải sáng tỏ biết đây là chuyện gì cũng phải biết rõ chúng ta hiện nay cần phải làm như thế nào tuy ở trên nguyên tắc nói chỉ là vấn đề của một chữ duyên duyên của chúng ta với tất cả chúng sanh thù thắng nhất là kết pháp duyên ở trong pháp duyên không mang theo phiền não cho nên nó sẽ giảm bớt chướng ngại đối với chính mình và đối với người khác ở trong duyên cho dù là thiện duyên cái gì phải biết thiện sẽ biến thành ác trong ngạn ngữ gọi là vui hóa hóa buồn yêu thương đến cực điểm sẽ sanh sân hận cái gì phải biết ác không thể biến thành thiện hận thù rất khó biến thành yêu thương nhưng yêu thương biến thành hận thù thì rất dễ dàng cho nên thế giới này là thế giới cực khổ học phật là học làm một người sáng suốt người sáng suốt thì chúng ta nên kết duyên tịnh với tất cả chúng sanh là duyên thanh tịnh cũng chính là nói hai bên thiện ác đều xả bỏ hết xả bỏ đây không phải là xả bỏ ở trên sự mà là xả bỏ trong tâm trên sự Khi gặp phải thiện ác Tóm lại không thể tránh khỏi việc Phải tiếp xúc Phải giao tiếp Đây là kết tất cả duyên thiện ác Nhưng tâm địa thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi Thì thiện duyên cũng là tịnh duyên Ác duyên cũng là tịnh duyên Phải hiểu được đạo lý này đi như ở trong tất cả cảnh giới bất luận là hoàn cảnh vật chất hay là hoàn cảnh nhân sự nếu như chúng ta sanh tâm khởi tâm động niệm có yêu ghét có lấy bỏ thì duyên này là duyên nhiễm rồi quả báo của duyên nhiễm rất khổ nếu như trong khi tiếp xúc với tất cả hoàn cảnh nhân sự mình chân thật làm được không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước thì cảnh giới thiện hay ác đều là tịnh duyên trong tịnh tông chúng ta gọi đó đều là tịnh nghiệp quả báo của tịnh nghiệp Niệm Phật là chắc chắn cầu sanh tịnh độ. Nếu không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì quả báo của tịnh nghiệp đa phần là ở cõi trời sắc giới. Bởi vì cõi trời dục giới cũng vẫn còn dính nhiễm. Cõi trời sắc giới thì dính nhiễm đã nhẹ rồi. Đây là không thể giảng sanh Cũng đều sanh về cõi trời Cho nên đạo lý này phải biết Thiện chắc chắn có quả thiện Không những chủ mạng quỷ dương Tương lai sẽ thành Phật Chúng ta biết Tất cả mọi chúng sanh Tương lai đều sẽ thành Phật đây là phật ở trên kinh nói với chúng ta rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có phật tánh đã là có phật tánh thì đương nhiên sẽ làm phật chỉ khác nhau là thành phật sớm hay muộn mà thôi cho nên trong mắt của chư phật như lai nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật chúng ta ngày nay học phật nếu muốn công phu đắc lực thì trước tiên phải chuyển quan niệm trở lại điểm này vô cùng quan trọng nhất định phải xem tất cả chúng sanh là cha mẹ trong quá khứ là chư phật của tương lai bạn có thể giác ngộ được như vậy có cách nghĩ như vậy Có cách nhìn như vậy Là bạn đã gần giống như Phật rồi Vì sao vậy? Đây là cách nhìn của Phật Cách nghĩ của Phật Cách nghĩ và cách nhìn này Nhất định là sự thật Không phải nói tôi cần phải quán như vậy Không phải, nó là sự thật Chúng sanh mê hoặc không hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta muốn thành phật sẽ thành phật nhanh chóng con đường thẳng tắt để thành phật không có gì bằng chuyển quan niệm trở lại vì vậy có thể tận hiếu hết lòng cung kính với tất cả chúng sanh vì sao vậy họ là chư phật mà Đây là tu hành Chúng ta nói tu hành vững vàng Nhanh chóng Thì đây thực sự là con đường thẳng tắc Mình ở trong đời này Cần phải suy nghĩ Cần phải tự hỏi chính mình Ta đời này đến thế gian này để làm gì? tại vì sao ta phải đến đây đời này được thân người được thân người có ý nghĩa gì có giá trị gì chứ con người có thể thường xuyên soi lại được như vậy là giác ngộ rồi không đến nỗi Mê ở trong Vọng tưởng chấp trước Không đến nỗi Si mê lầm lạc Ở trong ngũ dục lục trần Người chưa có học Phật Rất ít người Có loại ý thức này Người học Phật được mấy người tỉnh ngộ lại được sau khi thật sự tỉnh ngộ lại rồi hãy tìm đáp án ở trong đây có đáp án rồi thì tâm trạng trong đời này của bạn sẽ được an định vì sao vậy bạn làm người bất luận là thời gian dài hay ngắn thời gian dài hay ngắn chính là tuổi thọ dài hay ngắn bạn có mục tiêu có phương hướng bạn sống đời này rất có ý nghĩa rất có giá trị đây là trước tiên xác định vị trí của chính mình điều này rất quan trọng Chúng ta được thân người Nghe Phật Pháp Xác định vị trí của chính mình Ở nơi đâu Xác định vị trí Ở Hoàng Pháp Lợi Sanh Thì nhất định phải làm tốt công việc này Hết lòng hết dạ Làm cho thật viên mãn Thì đời này bạn sống có ý nghĩa Có giá trị Xác định mình ở trong niệm Phật đường Dẫn chúng tu hành Thì buông xả tất cả vạn duyên Viết một lòng Chấp trì danh hiệu Dẫn dắt đại chúng Trợ giúp đại chúng Thực thà niệm Phật việc này cũng vô cùng có ý nghĩa vô cùng có giá trị đây là nói người xuất gia chúng tôi nêu ra vài thí dụ đơn giản như vậy nếu như là dẫn chúng thì cố gắng phát tâm dẫn chúng là chăm sóc đại chúng phục vụ cho đại chúng đạo lý này phải biết trụ trì quản lý tự diện những vị chấp sự này thời xưa nói chấp sự là bồ tát chứ không phải là người phàm người phàm ở trong đạo tràng là đại chúng thanh tịnh là người phàm những vị phật bồ tát này đến phục vụ vì đại chúng mà phục vụ, không được phép cậy quyền cậy thế, có địa vị rồi làm mưa làm gió, thế thì hỏng rồi, là trái ngược lại với pháp, pháp gì gì? là trái ngược lại với tánh đức đi ngược lại tánh đức nếu như tương ưng với tánh đức dùng cách nói hiện nay để nói là phục vụ mọi người đây chính là tích lũy công đức Chúng ta phải giác ngộ lại từ chỗ này Càng ở Địa vị cao Giống như ở trong tự diện Bạn là chủ tịch của Tổng Lâm Bạn là trụ trì của Đạo Tràng Thì bạn phục vụ cho cả Đạo Tràng nếu như bạn dùng loại tâm thái này là bạn đang tu hành thực sự tu hành phục vụ là tu hành coi cản trở cho việc dụng công của mình hay không không cản trở đại sư trí giả lúc ông giảng sanh các học trò đến hỏi ngài thầy giảng sanh là phẩm vị gì ngài trả lời nếu như ta không dẫn chúng không làm những việc tạp vụ này mà nhất tâm niệm phật thì phẩm vị của ta sẽ rất cao bởi do dẫn chúng nên thường hay phân tâm tinh thần không được tập trung cho nên chỉ được giảng sanh ngũ phẩm lời nói này có phải là thật hay không cũng có thể nói là thật và cũng có thể nói là không phải thật chúng ta phải hiểu được ý nghĩa lời tổ sư nói lời nói này của ngài có ý nghĩa rất sâu nếu như là phàm phu làm chức trụ trì đương gia Quản lý sự việc hành chánh đạo tràng Thì thật sự có tổn hại cho phẩm vị Giảng sanh của mình Thế nhưng tiêu chuẩn thấp nhất của họ Là chắc chắn có thể giảng sanh Phẩm vị thấp một chút cũng không sao cả Xả minh vì người đây là nói đối với phạm phu tăng nếu như đối với thánh hiền tăng mà nói thế thì khác rồi làm việc phục vụ chính là tu hành chúng ta xem thấy trong kinh hoa nghiêm phục vụ đại chúng từ sáng cho đến tối Vô cùng bận rộn Đây là bận rộn trên sự Nhưng tâm đề thanh tịnh Tam luân thể không Không nhiễm mấy bụi Nên tam học giới định huệ của họ Đều hoàn thành Họ làm sao không phải là tu hành được chứ Chúng ta thấy Đại sư Huệ Năng Bên Thiền Tông ở Hoàng Mai Công việc mỗi ngày của Ngài Là phục vụ đại chúng Trẻ tuổi Giá gạo dưới nhà bếp Ngài có bỏ lỡ công phu của mình hay không? Không có Không những không có Mà còn làm thành thuộc công phu của mình Người khác tu thiền định Phải đến thiền đường để tĩnh tọa Ngài tu thiền định Giả gạo là tu thiền định Trẻ củi là tu thiền định Mỗi ngày tiếp xúc với những đại chúng trong thường trụ Là tu thiền định Không có lúc nào không ở trong định Đại sư Huệ Năng Có thể làm được thì lẽ nào đại sư trí giả không làm được chứ Cho nên chúng ta đem những sự việc này Sâu chuỗi lại mà suy nghĩ Mới biết được trong lời đó Của đại sư trí giả là có ẩn ý Vấn đề là bạn có biết học hay không Nhưng Rốt cuộc Người giác ngộ thì ít Mà người bất giác thì nhiều Cho nên đại sư trí giả nói lời này là có dụng ý rất sâu dụng ý trong lời này của ngài là nhằm cảnh cáo những người đang làm công tác phục vụ cảnh báo cho họ biết nếu như hành vi Tạo tác của bản thân bạn không đúng như Pháp Không tương ưng với Pháp Thì sẽ có tổn hại đối với chính mình Nếu như tương ưng với Pháp Thì bất luận làm công việc gì Cũng đều thành tựu cho việc tu trì của mình ở trong cửa phật có pháp nào là không phải phật pháp đâu tương ưng rồi thì pháp nào cũng là sự thật cả đại đức tông môn thường nói mặt nào cũng là sự thật cái nào cũng là đạo đó là thành tựu đích thực từ đó cho thấy suy cho cùng là hai chữ giác mê mà thôi làm sao chúng ta có thể ở trong đời sống trong công việc luôn luôn duy trì giác mà không mê phải duy trì giác mê như thế nào một niệm riêng tư là mê đây là mấu chốt là điểm trọng yếu Một niệm yêu ghét là mê Vừa khởi tâm động niệm liền mê ngay Tuy nhiên bạn có thể khởi tâm động niệm Để phục vụ tất cả chúng sanh Thì đây chính là giác Vì không có cái ta Hết lòng hết sức phục vụ đời chúng xã hội là giác từ đó cho thấy chư phật như lai chư đại bồ tát ở trong chính pháp giới hiện thân thuyết pháp vì đại chúng phục vụ thân phận các ngài hiện thân chúng ta xem thấy ở trong 53 lần tham vấn. Nếu dùng cách nói hiện nay để nói là các ngành các nghề. Ngành nghề nào các ngài cũng thị hiện. Công việc nào các ngài cũng đều làm. Không những không có phương hại đến đạo nghiệp của mình mà mỗi ngày còn nâng cao thêm giống như chúng ta xem thấy ở trong kinh từ thập trụ nâng lên đến thập hạnh từ thập hạnh nâng lên đến thập hồi hướng từ hồi hướng nâng lên đến thập địa nói tóm lại một câu là phục vụ xã hội phục vụ nhân dân phục vụ tất cả chúng sanh nhằm nâng cao địa vị bồ tát của mình đó gọi là tu hành tu hành là gì tu để bỏ hết tâm riêng tư bỏ hết lợi ích riêng tư cho dù đứng ở địa vị rất cao là để phục vụ đại chúng chứ không phải ở cái vị trí quyền thế đó để làm mưa làm gió không phải vậy là phục vụ đại chúng chỉ là chuyển đổi ý nghĩ trở lại sau khi chuyển trở lại thì đó đều là hạnh bồ tát bất luận ở chức vị gì, gì bất luận làm công việc gì chỉ cần là phục vụ xã hội phục vụ nhân dân phục vụ chúng sanh đều là sự nghiệp bồ tát một niệm gì mình liền tạo nghiệp ngay chúng ta xem thấy ở trong kinh chỉ nhìn thấy trong sự thật thì càng nhiều hơn nữa cho nên kinh văn này đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều nhất định phải biết gieo nhân thiện mới được quả thiện thiện và ác một niệm gì chúng sanh là thiện một niệm gì chính mình nhất định là ác rồi đây là điểm chúng ta cần phải hiểu rõ cần phải nắm chắc làm sao để xả bỏ hết cái tôi riêng tư đây là chỗ nhập môn tu hành của chúng ta bằng công phu mới có thể đắc lực được Xem tiếp Kinh văn dưới đây Trang 132 Địa tạng Thị Đại Quỷ Vương Kỳ sự như thị Bất khả tư nghị Sở độ thiên nhân Diệt bất khả hạn lượng Đây là Thế Tôn Gọi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Nói với Ngài thị đại quỷ vương chính là chỉ chủ mạng quỷ vương nói theo nghĩa rộng là chỉ tất cả những vị quỷ dương ở trong cõi địa ngục ngạ quỷ đều là do phật bồ tát thị hiện ở trong chú giải ngài nói việc này chẳng thể nghĩ bạn vừa theo bổ nguyện mà khen ngợi tích xưa bản lai diện mục của các ngài là phật bồ tát là pháp thân đại sĩ các ngài hiện tướng là tướng quỷ dương chúng ta cần phải biết phía sau chú giải của ngài có mấy câu nói chúng ta hãy đọc qua một lần Phần sau chú giải là Hai hàng sau cùng của đoạn chú giải này Hữu phục ưng tri Nhất thiết giai thị Phù trần chư huyển hóa tướng Đường xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Hai câu nói này Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Huyển vọng xưng tướng Kỳ tánh Chân vi diệu giác minh thể Nhược liễu thử ý Tắc ư chư thánh Quyền thực hóa môn Tư quá bán hỷ Đây là dùng mấy câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm Để làm tổng kết Tổng kết rất hay Quá thật là như vậy Cho nên số lượng chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Nó thật ra Còn nhiều hơn phàm phu ở thế gian này phàm phu đã nhiều nhưng phật bồ tát còn nhiều hơn hóa hiện xung quanh chúng ta tiếp xúc với chúng ta mỗi ngày nhưng thật đáng tiếc chúng ta không nhận ra như vậy thì có người sẽ hỏi tại sao phật bồ tát không nói rõ nói rõ với bạn cũng không tin các ngài nói với bạn tôi là bồ tát gì đó tái lai tôi là phật gì đó tái lai thì bạn có tin hay không sẽ tạo nghiệp còn nặng hơn cho nên phật giáo hóa chúng sanh có một quy tắc là tuyệt đối không để lộ thân phận khi lộ thân phận thì nhất định phải đi không được nói lộ thân phận rồi mà bạn vẫn trụ ở thế gian này Vì thì phiền phức rất lớn họ sẽ nói lời săn bậy mê hoặc quần chúng người ta nói để là phật gì đó đến bồ tát gì đó tái lai thì mọi người sẽ đến cúng dường Vì thì yêu ma quỷ quái liền có thể mượn cách thức này để lừa gạt chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp mê hoặc chúng sanh cho nên chân nhân không để lộ hình tướng người để lộ hình tướng nhất định không phải là chân nhân nếu như họ nói họ là phật bồ tát gì đó tái lai nói xong lập tức liền đi ngay thì đó là thật chứ không phải là giả nói xong vẫn không đi vậy thì giả chứ không phải là thật rồi cho nên gặp phải người như vậy bạn có thể hỏi họ người xưa nói xong liền đi, sao ngày không đi? phẩm này chúng ta chỉ giảng đến đây, xem tiếp phẩm này chứ đây. phẩm thứ 9 xưng danh hiệu chư Phật. Pháp sư thánh nhất. Gọi phẩm kinh này Là Phật Bảo Ba phẩm sau cùng này Ông tổng kết quy về Tam Bảo Phật Pháp Tăng Tam Bảo Nó rất hay Ông năm xưa giảng tại Cửu Hoa Sơn Ngài đem giảng nghĩa của Ngài tặng cho tôi xem Tôi xem cách nói của Ngài Trong ba đoạn này Tôi rất khâm phục Ngài Tổng kết quy về tam bảo Mới có lợi ích chân thật Mời xem kinh văn Nhĩ thời địa tạng Bồ Tát Ma -ha Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Ngã Kim Vị Vị Lai Chúng Sanh Diễn Lợi Ích Sự Ư ừ, Sanh Tử Trung Đắc Đại Lợi Ích duy nguyện thế tôn thính ngã thuyết chi trên kinh văn nói bồ tát muốn nói sự lợi ích cho chúng ta biết lợi ích gì vậy Ư ừ, sanh tử trung đắc đại lợi ích Đây chính là nói lợi ích của việc liễu sanh thoát tử Lợi ích này thật sự là lợi ích lớn Đích thực là lợi ích chân thật Làm sao có thể khiến cho phàm phu Nhất là chúng sanh thời mạt Pháp Ngài chỗ này nói chúng sanh thời dị lai Chính là chỉ thời mạt pháp Chúng sanh thời mạt pháp Là khổ hơn bất kỳ thời đại nào Chúng ta quan sát từ trên lịch sử Quan sát từ trong đời sống hiện thực Theo trí nhớ của bản thân tôi Và người tuổi tác cao một chút Những người khoảng 7-80 tuổi Nhớ lại đời sống của nửa thế kỷ về trước Tuy là thế gian đã bị loạn rồi thế nhưng tâm cảnh vẫn còn hòa bình như cũ mặc dù ở trong thời gian chiến tranh loạn lạc phải dắt nhau chạy lưu lạc khắp nơi nhưng tâm trạng họ vẫn yên ổn thế nhưng thời nay mặc dù đời sống vật chất rất dồi dào đời sống công việc của bạn rất ổn định nhưng tâm trạng của bạn không ổn định thực sự có thể nói là tâm ý hoảng loạn đây là do nguyên nhân gì nếu như không thể tìm ra nguyên nhân này thì bạn làm sao có thể giải quyết vấn đề mà những nguyên nhân này ở trong phật pháp thực sự giải thích rất rõ ràng so sánh nửa thế kỷ trước đây cùng với nửa thế kỷ sau này sẽ thấy được rất rõ ràng tâm của con người thời đó rất nhân hậu so với về trước nữa thì đương nhiên không bằng rồi thật sự là lòng người và đạo đức ở mỗi đời một tệ hơn thời chúng tôi còn nhỏ thường hay nghe người lớn nói là mỗi đời một tệ dần đi nghe câu này rất là quen thuộc mà không có cảm nhận được hiện nay nghĩ đến những câu nói này thấy cảm nhận sâu sắc lòng người của thời đại đó Tham sân si ít hơn rất nhiều So với người hiện đại Phần lớn Ăn mặc đủ Là tâm họ đã an rồi Tâm người hiện nay Là lo sợ Chúng ta biết là do nguyên nhân gì tạo nên Lòng tham không biết đủ Tham sân si mạng Không có cùng tận Tăng trưởng với tốc độ rất nhanh Người như vậy Đem họ lên thiên đường Lên thế giới cực lạc Thì thân tâm họ Vẫn không yên ổn Đạo lý là ở chỗ này. Trước đây vào năm 1949 khi chúng tôi vừa đến Đài Loan, con người hoàn cảnh mọi thứ đều xa lạ. Chúng tôi muốn đến nơi nào đó để tìm người quen, không biết đường, gặp bất kỳ người nào trên đường hỏi thăm họ đường đến đó đi như thế nào họ đều rất nhiệt tình không những chỉ cho bạn một cách tỉ mỉ có khi họ còn dắt chúng ta đến tận nơi hiện nay không còn nữa rồi khi bạn hỏi họ họ đều trả lời không biết cũng không thèm quan tâm đến bạn hiện tại là khi nào có lợi cho họ họ mới làm nếu không có lợi thì bỏ mặc vào thời đại đó rất ít khi nghe thấy chuyện bỏ rơi không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi về già còn hiện tại nơi đâu cũng gặp nếp sống xã hội tốc độ đi xuống ngày một nhanh quá đáng sợ ngày nay là xã hội gì cho nên có rất nhiều nhà tiên tri phương đông phương tây nói là thời đại này có tai nạn lớn chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu này cảm thấy không thể không tin dấu hiệu và điềm báo trước này tuyệt đối không phải là chuyện tốt chúng ta phải dùng cách nói của hầu hết các nhà khoa học. Họ nói sống, sống tư tưởng. Bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian. Đã hết lòng đắng miệng chỉ dạy tất cả chúng sanh. Đoạn ác tu thiện tích lũy công đức, dập tắt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Nên giáo dục cổ đại là lấy điều này làm trung tâm. Hay nói cách khác là giúp cho sống tư tưởng của chúng ta được bình hòa. mặc dù có tham sân si mạng nhưng sống dao động lên xuống của nó không quá lớn nó có một tiêu chuẩn có một nguyên tắc nghĩa là không thái quá dao động lên xuống của nó gần mức thăng bằng Hiện nay họ xóa bỏ nền giáo dục này rồi Dựa theo vọng tướng của Phạm Phu Cái gọi là Tự do dân chủ mở cửa Đây chính là lời phật tiên đoán trong kinh lăng nghiêm tạ sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng tạ sư là gì là nói dựa theo sự thấy biết của chính mình thấy biết của chính mình là vọng tưởng nói dựa theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình sẽ tạo nên thế giới đại loạn tạo thành sóng tư tưởng lên xuống với biên độ lớn vượt qua tiêu chuẩn quá nhiều hiện tượng của nó chính là lòng người lo lắng không yên. Người trước đây đời sống vật chất thiếu thốn như vậy, sống vất vả như vậy, nhưng họ sống rất hạnh phúc. Người hiện nay sống rất sung túc. Nhưng lòng người lo lắng, thân tâm bất an. Thông thường gọi là hiện tượng dội vàng nóng nảy Do nguyên nhân gì tạo nên Do sống tư tưởng tạo nên Chúng ta vô cùng may mắn Gặp được Phật Pháp Có thể tin, có thể hiểu Lại có thể y giáo Tu hành. cách nghĩ cách nhìn tư tưởng của chúng ta rất giống với tiêu chuẩn của phật đã nói cho nên ở trong xã hội động loạn trong thế giới rối ren này chúng ta còn có thể duy trì được ít phần bình tĩnh là vô cùng hiếm có càng chăm chỉ học tập tin những gì phật chỉ dạy là chính xác những gì chúng ta nghĩ là sai lầm trước tiên phải có sự giác ngộ này phải có sự khẳng định này đúng như lời phật nói trên kinh trước khi bạn chưa có chứng được a la hán thì tuyệt đối không nên tin vào ý nghĩ của mình nếu bạn tin vào ý nghĩ của mình ý mình nghĩ làm như thế nào đó thì chắc chắn sẽ làm sai sau khi bạn chứng được a la hán thì có thể tin vào ý của mình tiêu chuẩn của a la hán là gì vậy là quá rõ ràng rồi a la hán là phá chấp ngã rồi là vô ngã niệm niệm đều là gì tất cả chúng sanh không có ngã rồi đến lúc đó cách nghĩ của bạn mới đáng tin cho nên phật phân định ra tiêu chuẩn a la hán này chúng ta phải hiểu ý nghĩa chân thật ngài phân định ra là ở chỗ nào hay nói cách khác bạn vẫn còn ngã vẫn còn tự tư tự lợi thì cách nghĩ của bạn là không chính xác là không đáng tin bạn thật sự làm được vô ngã vô tư niệm niệm vì xã hội niệm niệm vì chúng sanh thì cách nghĩ của bạn là đáng tin khi chúng ta vẫn còn ngã vẫn còn tâm riêng tư vậy thì làm thế nào cần phải từ bỏ cách nghĩ của mình tuân theo lời giáo huấn của phật Như vậy mới không đến nỗi sai lầm lớn Phật dạy chúng ta nên làm lợi ích cho chúng sanh Thì đương nhiên sẽ tái lại với lợi ích của mình Chúng ta phải khắc phục ở trong tâm Người hiện nay gọi là hy sinh phụng hiến Hy sinh lợi ích của mình Tác thành lợi ích của đại chúng đây là phật chỉ dạy chúng sanh chưa có giác ngộ người đã giác ngộ rồi thì không cần chỉ dạy nữa suy nghĩ nói năng hành động của họ tự nhiên sẽ tương ưng là tương ưng với những gì phật bồ tát nói chúng ta ngày nay không những người học phật tại gia phải hiểu được đạo lý này mà người học phật xuất gia càng phải nên hiểu đạo lý này hơn bởi vì thân phận của người xuất gia là thầy người ta gặp bạn xưng bạn là pháp sư sư là mô phạm cho xã hội đại chúng là tấm gương cho xã hội đại chúng Chúng ta lấy cái gì làm tấm gương Lấy cái gì làm mô phạm đây Chính là vô tư Nếu như mình vẫn còn tâm riêng tư Người ta xưng bạn là Pháp Sư Bạn thử nghĩ xem Bạn sẽ cảm nhận như thế nào? Không thể làm tấm gương cho đại chúng Không thể làm mô phạm cho đại chúng Người ta gọi bạn là thầy Bạn sẽ thấy rất khó chịu Danh không phù hợp với thực bạn có thể sanh tâm hổ thẹn cơ thể quay đầu có thể sửa lỗi vậy là việc tốt nếu như vẫn cứ ngu muội vô tri như cũ lại dám nhận cái danh hiệu đó thì đâu có lý nào không tạo tội nghiệp tức là nhận cách xưng hô này là bản thân chúng ta đã có tội nghiệp tạo tội nghiệp rồi là giả mạo pháp sư không phải thầy mà đang giả mạo thầy người ta gọi bạn một tiếng thì mình đã tạo nghiệp một lần rồi gọi bạn hai tiếng là tạo tội nghiệp hai lần phật dạy chúng ta tích lũy công đức chúng ta lại đang tích lũy tội nghiệp vậy thì nguy hiểm biết bao thảo nào người xưa có nói trước cửa địa ngục phần nhiều là tăng ai đọa địa ngục vậy hiện nay người đọa địa ngục rất nhiều thời xưa người đọa địa ngục ít Người tạo tội ngũ nghịch thập ác ít Và tăng sĩ chưa có làm trọn chức trách của mình Vì thì không thể tránh khỏi phải đọa lạc Sự nghiệp lớn trong đời Của người xuất gia Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta Phải vị vị lai chúng sanh diễn lợi ích sự Câu nói này chính là sự nghiệp của người xuất gia chúng ta Diễn là biểu diễn Làm nên tấm gương cho người ta xem Thuyết là nói rõ Vừa phải làm vừa phải nói Chúng ta ngày nay phải xác định thân phận của mình Biết được mình phải làm những công việc gì Làm tốt công việc này rồi Thì đời này chúng ta sống có giá trị, có ý nghĩa Cẩn dịch Ban biên dịch Tịnh không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh Quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo trăng Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật